Chào các bạn, đây là sản phẩm Wico Ufeel. Mặc dù là cái dòng máy tầm trung nhưng nó lại sở hữu một cái kiểu dáng thiết kế cũng như là cái vẻ bề ngoài sang trọng không thua kém như những dòng máy cao cấp. Máy sở hữu khung viền kim loại kèm theo nắp lưng nhựa có thể tháo rời. Và sau của máy chúng ta có một cái camera 13 chấm kèm theo đèn flash. Phía dưới là cái loa ngoài được thiết kế tròn khá là ngộ nghĩnh. Ở cạnh trên của máy chúng ta có jack tai nghe 3.5, nút nguồn kèm theo phím tăng giảm âm lượng thì đã được bố trí ở bên cạnh phải của máy. Ở phía dưới của máy chúng ta có một cái jack sạc micro USB kèm theo cái mic thoại. Ở cạnh trên của máy chúng ta có một cái camera 5 chấm kèm theo đèn flash. Và đây đồng thời cũng chính là cái đèn LED thông báo khi các bạn có tin nhắn hoặc là sạc pin. Cạnh dưới của máy là nút home, được tích hợp cảm biến vân tay một chạm cho tốc độ mở máy cực nhanh chưa đầy nửa giây. Máy sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải HD 720. Viền màn hình được thiết kế bo tròn 2.5D ôm sát với lại cái khung viền làm tạo nên một cái thiết kế mềm mại và tinh xảo. Nội điểm trừ duy nhất của cái màn hình đó chính là cái kính cường lực thường chứ không được trang bị kính cường lực Gorilla Glass.